Jacques Baudrillard, một người Pháp có ân tình với nhân dân Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong nhiều người nước ngoài tham gia cuộc chiến đấu cho độc lập tự do của nhân dân Việt Nam, có một nhân vật rất đặc biệt. Đó chính là Jacques Baudrillard, sinh năm 1926, mất năm 2003, nhà trí thức Pháp xuất thân công nông. Để hiểu rõ hơn về ông, Trên Dòng Lịch Sử mời quý vị theo dõi video ngay sau đây. Người chiến binh cộng sản. Ông nội của Jacques Baudrillard là một công nhân gang thép, phải bỏ việc sau một tai nạn lao động khá nặng. Cha ông buộc phải nghỉ học trường dòng để kiếm sống cho gia đình. Cha ông cố gắng học được nghề kế toán và làm việc cho một khu mỏ. Khi sinh ông, mẹ ông bị mắc một căn bệnh lạ, sau liệt nửa người, sinh ra trầm uất. Noi gương cha, ông nỗ lực học tập, định sẽ thành giáo sĩ. Ngay trong Thế chiến II, ông từ bỏ dự định ấy, chuyển sang học triết học. Để có tiền ăn học, ông Jacques Baudrillard làm bảo vệ cho các quán cà phê, nhà hàng. Tham gia phong trào thanh niên cộng sản, ông đã gia nhập Đảng Cộng sản Pháp. Ông biết rõ rằng, nước Pháp có nhiều duyên nợ với Đông Dương. Triết học thôi thúc ông thử tìm lời giải cho duyên nợ này, như một cách tìm lối thoát cho thế giới bấy giờ chìm đắm vào chủ nghĩa thực dân với nhiều nhức nhối, không chỉ cho những đất nước bị biến thành thuộc địa. Đông Dương trở nên là giấc mơ tuổi trẻ náo nức của ông. Đầu năm 1948, ông tìm cách để được sang Đông Dương. Tham vấn văn phòng Đông Dương của Đảng, ông được khuyên giấu kín việc là đảng viên, không mang theo thẻ đảng. Văn phòng cấp cho ông một thư giới thiệu ông với trưởng nhóm văn hóa Marxist Pháp đang hoạt động ở Sài Gòn. Vậy là ông được vào dạy triết học ở trường Trung học Yesin, Đà Lạt. Mùa thu năm 1949, ông được tuyên chuyển tới một trường tương tự mới mở ở Viêng Chăn, Lào. 3 tháng sau, do bị nghi là cộng sản, ông bị trục xuất. Ông về Sài Gòn, được nhận làm giáo viên tiếng Pháp cho trường nữ sinh Marie Curie. Ông thường xuyên lui tới với nhóm văn hóa cộng sản Pháp. Cuối năm 1950, ông xin thôi giảng dạy để đến với hàng ngũ Việt Minh. Ông lấy biệt danh tiếng Việt là Đại Đồng. Cùng lúc đó, quân đội Pháp yêu cầu ông thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ông không có mặt nên bị tuyên 1 năm tù về tội không tuân lệnh. Tiếp đó, Tòa án quân sự Sài Gòn tuyên tử hình ông vắng mặt về tội đảo ngũ. Do thành thạo kỹ thuật phát thanh, ông được cử thành lập và biên tập chương trình phát thanh bằng tiếng Pháp của Đài Tiếng Nói Sài Gòn Chợ Lớn Tự Do, hoạt động bí mật ở một khúc quanh sông Bé, nước chảy ào ạt. Làm việc ở đây được 18 tháng, giữa năm 1952, ông được chỉ định ra chiến đấu ở Bắc Kỳ. Ông cùng 40 người nữa đi bộ hết chặng này tới chặng khác. Lèn lỏi giữa rừng sâu, suối ngập, đường xá, cát sỏi, lên thác xuống gành, ăn uống xa lạ và kham khổ. Ông không hề khó chịu mà luôn vui vẻ. 6 tháng sau, đoàn tới an toàn khu. Tại đây, ông được truyền thụ mục đích, phương pháp giúp đỡ tù binh Pháp nhận rõ chính nghĩa và phi nghĩa của cuộc đụng đầu Pháp-Việt bấy giờ. Ông được phân công giảng dạy chính trị cho các tù binh ấy ở trại 113, ở một vùng khí hậu khắc nghiệt. Vũ khí của ông là chủ nghĩa Mác Lênin, phong trào cộng sản quốc tế mà ông thấu hiểu nhuần nhuyễn. Ông dần dần chuyển hóa phần lớn tù binh, chủ yếu là sĩ quan, nhiều quốc tịch, phần lớn là Pháp và châu Phi, thành những chiến sĩ hòa bình. Có điều, việc cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men cho trại là cực kỳ khó khăn. Ấy là do phải vận chuyển bằng đường bộ, qua nhiều lô cốt Pháp án ngữ. Thiếu thốn là không tránh khỏi, nước ăn uống thì bị ô nhiễm. Các bệnh như sốt rét, tả, thương hàn, kiết lỵ hoành hành liên tục. Một số tù binh bị thương quá nặng, số người chết cứ thế tăng lên. Đầu năm 1954, một số tù binh được trả tự do và được trao đổi với phía Pháp để nhận về tù binh người Việt. Việc đưa số tù binh này đi là do Jacques Baudrillard đảm nhiệm. Không có gì đáng tiếc, trại 113 đóng cửa. Số tù binh còn lại được chuyển sang trại 112. Ông về lại an toàn khu Việt Bắc, được điều động về chương trình tiếng Pháp của Đài Tiếng Nói Cách Mạng. Trong suốt chiến dịch Điện Biên Phủ, ông kịp thời phát đi những tin tức chiến sự sốt dẻo. Với nhiều bình luận ngắn gọn sắc sảo, tiếng nói đó giúp nhân dân Pháp và thế giới hiểu rõ thực chất chiến thắng tất yếu của quân dân Việt Nam và thất bại cũng tất yếu của quân xâm lược. Nó góp phần vào việc ký kết Hiệp định Geneva lập lại hòa bình ở miền Bắc. Tiếp truyền tiếng nói chính nghĩa.
Sau Hiệp định Geneva, ông về Hà Nội. Công việc chính của ông là phát thanh trên cương vị thư ký chương trình tiếng Pháp của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Theo đề nghị của Nhà xuất bản Ngoại văn Việt Nam, tiền thân của Nhà xuất bản Thế giới bây giờ, ông nhiệt tình dịch sang tiếng Pháp nhiều tác phẩm chính trị và văn học quan trọng của nước mình. Nổi bật là các tác phẩm của Phan Bội Châu, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng. Bên cạnh hai việc trên, ông giảng dạy tiếng Pháp cho cán bộ nhân viên đại sứ quán các nước xã hội chủ nghĩa. Nhiều người trong số này vẫn giữ được những kỷ niệm ấm lòng về ông và chị ông mãi. Năm 1964, ông cùng với vợ, người Việt và con gái sang Praha, thủ đô nước tiệp khắc cũ. Ấy là theo yêu cầu của Liên hiệp Công đoàn Thế giới. Ở đó, qua tiếng Pháp, ông phát ngôn trước tâm tư nguyện vọng của thợ thuyền và người lao động toàn cầu. Một người như ông không thể không nặng lòng với quê cha đất tổ. Những năm tươi đẹp nhất của cuộc đời, ông đã cống hiến cho nhân dân Việt Nam. Xa quê đã gần 20 năm, ông nghĩ tới chuyện quay về, phụng sự đất mẹ. Năm 1966, từ đấu tranh quyết liệt của các nghị sĩ cộng sản, Quốc hội Pháp thông qua luật ân xá dành cho những người Pháp chống lại nước Pháp ở bên kia chiến tuyến tại Đông Dương và Algeria. Nghĩa là những lỗi lầm và tội ác của họ được vĩnh viễn miễn thứ. Thế là Jacques Baudrillard bình tĩnh trở về. Một chiến sĩ trong nhóm văn hóa Marxist Sài Gòn xưa mời ông làm việc trong một trường đại học. Năm 1969, luận văn về Phan Bội Châu của ông được đánh giá rất cao. Ông đỗ tiến sĩ và trở thành giáo sư đại học. Ông cùng vài đồng sự lập ra khoa sử địa xã hội học ở trường đó. Vừa chuyên chú vào nghiên cứu và giảng dạy lịch sử Việt Nam, ông vừa viết nhiều mục cho từ điển Bách khoa Pháp Encyclopedia Universalis, vừa cộng tác say mê với nhiều tạp chí và tham gia nhiều công trình khoa học tập thể. Riêng mảng về Việt Nam của ông, công chúng ở Pháp hiện vẫn đọc nhiều hai bộ là Truyền thống và Cách mạng ở Việt Nam 1971 và Giáp, tức Đại tướng Võ Nguyên Giáp 1977. Niềm vui cống hiến cho đất nước ngày một dâng trào. Đầu năm 1991, trong một hội thảo về Việt Nam ở Thượng viện, một sĩ quan cựu tù Đông Dương, về sau là bộ trưởng, nhận ra ông, thóa mạ ông cay nghiệt trước mắt các nghị sĩ. Tiếp theo, một số cựu tù binh ở Việt Nam viết đơn kiện ông về tội phản quốc và chống lại nhân loại. Bằng chứng họ dựng lên là ở trại 113, Baudrillard đã tra tấn, nhục hình, bỏ đói hay không chữa bệnh cho tù binh đồng hương. Ông bị quy là đã gây ra nhiều cái chết oan uổng cho họ. Cây ngày chẳng sợ chết đứng. Ông đã viết tự truyện để nói rõ sự chính trực, trong sáng và nhân ái của mình. Nhiều học giả, nhà văn, nhà báo, người dân lên tiếng bảo vệ ông. Một người tù từng sống với Baudrillard ở trại 113 kể lại nhiều kỷ niệm đẹp. Ông luôn vui vẻ, hòa nhã, thích chính trị, nhưng cũng mê văn thơ hay trò chuyện với người tù. Có người khẳng định chưa thấy hay chưa nghe tù binh nào bị Baudrillard đánh đập hay chửi mắng. Không ít lập luận đanh thép được công chúng tán dương. Ví dụ, nếu cứ truy tố Baudrillard thì đáng bị truy tố nhiều hơn là các tướng lĩnh Pháp chứ. Những vị này phải chịu trách nhiệm với những tổn thương mất mát của lính thường. Một sự thật từ hồi ký của Baudrillard được hoan hỉ chúc mừng. Ở Việt Nam thời ấy, không bao giờ có chuyện một người nước ngoài được làm thủ trưởng một cơ quan hay tổ chức nào. Nhưng ông lại bị vu cáo là trưởng trại 113 nên tha hồ tàn độc với tù binh khi thích. Vị bộ trưởng kể trên lá mặt lá trái. Trước đây ca ngợi và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh bao dung nên ông ta và đồng đội mới được về với gia đình. Nay phỉ báng Baudrillard làm tay sai cho kẻ thù mọi dợ. Ô hay, nếu họ mọi dợ, họ chỉ việc giết quách tù binh Pháp, làm gì phải vất vả nuôi nấng, chữa trị, hồi phục, lòng nhân và tính thiện, chờ dịp trả họ về với tổ ấm nơi xa. Dư luận, tức báo chí Pháp chia thành hai phe xung quanh vụ Baudrillard đã đi vào lịch sử. Giữa bão dư luận ấy, các cơ quan pháp luật ứng xử thế nào? Nhận được đơn kiện của nhóm cựu tù Việt Nam, một số viên chức pháp luật cao cấp chủ trương mở cuộc điều tra để xem xét kết tội. Số khác thúc ép tòa án đưa ra xét xử công khai để yên bề dư luận. Cuối năm 1991, tòa án thượng thẩm tuyên bố miễn tố nhà khoa học Jacques Baudrillard căn cứ vào luật ân xá 1966. Nguyên đơn không chịu. Tháng 3 năm 1993, tòa tuyên án lặp lại kết luận trên. Nguyên đơn tiếp tục kháng án. Năm 1998, tòa này chính thức bác bỏ đơn kiện, tuyên bố Jacques không thể bị xét xử. Vụ án khép lại. Xong, một vụ án khác lại nổ ra. Đó là Jacques Baudrillard kiện nguyên đơn vu khống mình. Nguyên đơn kiện ông với tội tương tự. Nhùng nhằng nhiều năm, các đơn kiện bị trả lại.
năm 2003, chuyện buồn chấm dứt vĩnh viễn. Đến nay, không ít người vẫn kinh ngạc về vụ việc có phần khác lạ ở xứ sở được coi là văn minh bậc nhất. Từ giữa năm 1966, luật ân xá do tướng Charles de Gaulle ký đã được ban hành. Bộ luật ấy được không những nhân dân Pháp mà cả nhiều nước khác hoan nghênh nồng nhiệt. Nó có lý có tình, vừa nhân văn vừa khoa học, hành xử đúng đắn nhất trong thế giới hiện tại là tranh đối đầu, xóa bỏ hận thù, tôn trọng khác biệt, chung sống bình đẳng, khép lại quá khứ, tập trung cho hiện tại và hướng tới tương lai. Tinh thần ấy của luật dường như bị xả lãng. Thế nên một trong những lời tự biện hộ của Jacques Bordereau vẫn được nhắc tới, đó là buổi trao đổi trong chương trình Quyền được biết trên sóng truyền hình Pháp TF1 năm 1992. Ông kết luận những trình bày của mình như sau: "Tôi nghĩ tôi không phải chịu trách nhiệm. Và tôi nghĩ rằng những người phải chịu trách nhiệm về tình hình này, những tội ác đối với tù binh và rắc rối hậu chiến, là những kẻ gây ra cuộc chiến tranh này." Đó là cuộc chiến tranh tái xâm lược Việt Nam và Đông Dương 1946-1954. Mục đích sâu xa hơn là lợi ích vật chất cho các ông trùm tư sản dưới nhãn hiệu lấy lại danh dự cho nước Pháp. Vượt qua nhiều biến cố và thử thách, ông vẫn dành trọn tình yêu với Việt Nam và coi Việt Nam là tổ quốc thứ hai của mình. Tình yêu đó được thể hiện bằng những công trình nghiên cứu, tác phẩm, bài báo về lịch sử Việt Nam. Ông còn là một dịch giả tài năng khi đã dịch nhiều tác phẩm Việt Nam ra tiếng Pháp như Tắt đèn của Ngô Tất Tố, Dế mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài, Đại thắng mùa xuân của Văn Tiến Dũng. Jacques Bordereau đã từng có ý muốn được về dưỡng già và gửi nắm xương tàn lại quê hương thứ hai của ông và để lại tất cả những di sản văn hóa của mình cho Việt Nam. Nhưng tiếc rằng điều này chưa kịp thực hiện thì ông đã từ trần ngày 26 tháng 12 năm 2003, hưởng thọ 77 tuổi. Quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào về ý kiến của ông Jacques Bordereau? Hãy chia sẻ cảm nhận của quý vị dưới phần bình luận của video. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những số tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.